lợn siêu đại năm nay thì chúng tôi dựa trên thực tế của con lợn nuôi trong nhà, chế tác dựa vào các cái kích thước phong thủy mang các cái ý nghĩa tài lộc. Chúng tôi cũng có các cái cách điệu về các cái họa tiết cho con lợn, có các cái hình thái vui tươi. Trên con lợn chúng tôi có đặt một cái tấm thảm mang dòng chữ phúc lộc thọ, và các cái họa tiết trên các cái tấm thảm này mang văn hóa bản sắc của Việt Nam, từ chữ thư pháp đến các cái họa tiết về chim lạc. Để mà tạo ra được một cái con lợn siêu đại mà đảm bảo được cái tính thẩm mỹ, đầu tiên là dựng khuôn sáp để truyền tải ý tưởng thiết kế. Cái khâu sáp này nó quyết định đến 90% cái hình thái của sản phẩm cuối cùng. Sau đó là các cái khâu về lên khuôn, làm đúc, làm nguội, cuối cùng là khâu mạ. Chúng tôi vẫn sử dụng công nghệ mạ vàng điện phân truyền thống, đảm bảo được cái độ chắc và bền của lớp mạ.